Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong ngoại truyện cái phần chơi Minecraft Hexit Updated. Bây giờ thì chúng ta cũng đã có rất nhiều đồ được gắn vô trong đây. Và mình có một cái cây maze hay là cây chài á, để chuyên đập rớt đồ của những con quái. Thì cái cây đó mình sẽ cho thêm cường hóa Disarm vô. Tại vì các bạn hỏi là sao không cho vô luôn đi, nó hỗ trợ tốt hơn. Và cho vô không được. Cho vô không được chứ không phải là không muốn cho ha các bạn. Cho vô không được. Và cường hóa Disarm cũng không có luôn. Giờ mình sẽ cho thử những món đồ khác, không phải đồ tinh cơ đâu. Ví dụ như là một cái bộ đồ, chắc chắn là không được. Ta lấy cây kiếm thử coi. Cây kiếm, diamond, kiếm kim cương nè. Lấy thử kiếm kim cương và cho vô coi. Cũng không được luôn. Thì mình nhớ là cũng đã có nói trong những tập trước rồi là cái này không có cho vô được nha. Không biết lý do vì sao, nhưng mà cái cường hóa như vậy lại không cho vô được. Nghĩa là không có xài được. Mà không xài được thì cũng không bỏ đi đâu được hết trơn hết á. Ta sẽ thử mở lên bên này. Ta coi có cường hóa disarm không. Kiểm tra coi. Kéo xuống. Không thấy. Không hề thấy luôn. Bỏ này vô thử coi. Kéo lên và kéo xuống. Cũng không có cường hóa disarm luôn. Disarm nghĩa là ta có thể tước vũ khí. Nhưng mà cũng không có. Không có thì thành ra không thể nào mà cường hóa được. Và như vậy là cái cuốn này có cho vui thôi. Cũng đâu có xài được gì đâu thấy không. Giờ ta sẽ cất những món này vô. Rồi và cất cái cây này vô luôn đi. Giờ mình sẽ xách theo những miếng thịt này. Ta chuẩn bị lên đường đi khám phá một nơi rất là ghê gớm. Tại sao nó ghê gớm như vậy? Tại vì nơi đó vô cùng tối tăm. Giờ mình sẽ cần phải quay về bên nhà bên kia trước. Ấm một cái và dịch chuyển về đây. Hello. Rồi ta sẽ cần phải chuẩn bị thêm một cái teleport stone bình thường nữa nha. Rồi đi ra đây. Ở bên này có một cái cửa. Thì có rất nhiều bạn thắc mắc là cái cửa này sẽ dẫn đi đâu. Thì cánh cửa này sẽ dẫn đi vô một thế giới của những câu đố. Ta sẽ bước vô trỏng. Đó, bắt đầu rồi đó. Đây là đâu? Đây là cánh cửa mà mình mới vừa đi qua. Nếu mà mình mở ra, mình đi ngược lại á, thì nó sẽ quay ngược trở về chỗ chúng ta vừa mới bắt đầu. Cho nên ta phải đi về phía trước. Tiến lên phía trước. Chúng ta sẽ cần phải chắc để sẵn cái này trước đi. Để mình đi ra ngoài kia đi, mình để sẵn cái vị trí ở độ á. Lấy này xuống. Và đập cái này ra một cái. Ghê vậy, ngoài đây có gì không? Sao có nhiều cầu dao quá vậy? Sao thấy nguy hiểm quá vậy? Sao kỳ vậy? Chỗ này thấy nguy hiểm quá. Thôi để ra ngoài đây kéo một cái đi. Cho nó thoáng thoáng một chút. Có chuyện gì là kéo cầu dao liền nha. Ngay và luôn nha. Rồi ở đây có gì? Ở đây là một cái khoảng không vô tận. Rớt xuống là chết. Cho nên đừng rớt xuống. Để nhảy lên trên này coi. Có gì đặc biệt? Và đằng sau đó vì vậy đúng cái trần rồi. Đây là Fabric of Reality. Mình có thể đập mấy cái cục này ra được. Nhưng mà mình không có được gì từ những cái cục đó hết trơn hết á. Như vậy câu trả lời sẽ nằm ở đây. Ta bắt đầu gạt. Đó đó, đó. Không 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 không. Có một vụ nổ. Giỡn mặt hả cưng. Có một vụ nổ và có một cái thùng. Có con mắt kìa. Đừng có nhìn vô con mắt đó. Nó sẽ kéo mình đi đâu đó nguy hiểm lắm. Và bên dưới là có thêm những cái chiến lợi phẩm gì đó. Và ta rớt xuống. Thì mục tiêu là sẽ nổ một chỗ đó ra. Rồi rớt thẳng xuống đây. Ơi coi chừng coi chừng. Lỡ nó chuyển mình đi đâu nữa đó. Khóc hận đó. Rồi bên đây có một cái cửa. Bên đây có gì đây? Đây là phần thưởng. Ở trên kia có gì không? Đây là phần thưởng nè. Phần thưởng cho người gan dạ. À chạy 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 chạy. Ôi hết đồ rồi. Thiệt tình hết đồ rồi. Nè. Đó. Ta cất mấy món này vô. Ôi người gan dạ. Để đập ra coi thử coi. Cái khối kim cương nó còn không. Dạ có kim cương của tôi. Khối kim cương. Đúng rồi. Phần thưởng cho người gan dạ là như vậy đó. Dám đập ra một cái khu vực. Nhìn nó thấy ghê đến như vậy. Và ta sẽ được một khối kim cương nha. Xài được luôn á. Kim cương là phải xài được. Và chủ yếu là kiếm được thêm World Press. Cái này có thể làm được gì? Có thể làm được bộ đồ. Wow. Bộ đồ này sẽ cần phải có ít nhất là 24 sợi chỉ. Còn không kết hợp với lại cái da hả? Wolven World Press. Để coi thử coi nó giống nhau không? Giống nhau luôn. Và tiết kiệm được miếng. Tiết kiệm được 4 sợi. 5 sợi. Tiết kiệm được cỡ không nhiều hơn á. Hình như nhiều hơn á. Vậy là ta cứ kiếm đủ 24 đi. Khỏi suy nghĩ ha. Tới đó tính tiếp. Và bây giờ chỗ này chỉ có một đường duy nhất thôi. Thì mình cũng có nói đây là thế giới của những câu đố.
sẽ cần phải đi giải đố và dành cho những người mà cực kỳ gọi là dũng cảm luôn á, giống như mình vậy đó. Thấy nổ cái là bỏ chạy, thấy không, dũng cảm ghê gớm luôn. Thôi ta sẽ tiếp tục nha. Mở cửa, cánh cửa đó có thể mở bằng tay được luôn và bước qua. Đây là đâu? Đây là đâu? Ở đây có cùng một thế giới hay không? Thì nó cùng một thế giới luôn á. Hồi nãy mình ở hòn đảo bên đây, bây giờ mình qua hòn đảo bên đây, rồi cứ đi từ từ chúng ta đi khám phá hoài luôn, khám phá hết toàn bộ. Giờ ở đây là đi ngược về nè. Và chỗ này theo mình nhớ là có thể đi qua được. Theo mình nhớ là như vậy. Đó, ta đang đi qua nè. Bấm ship đi qua ha. Không bấm ship cũng đi qua được nữa. Chỗ đó là lừa người khác thôi, để hả người ta cảm thấy ôi sao ghê quá vậy, đi qua đó có té xuống không. Có chỗ té chỗ không nha, không phải chỗ nào cũng không té đâu, dễ bị lừa lắm á. Ví dụ như vậy thì nên nhảy qua cho nó chắc cú, và sẽ có cánh cửa bên đây. Chính xác. Vậy thì đi cánh cửa bên nào là đúng? Cánh cửa bên nào cũng được hết trơn hết á, tùy thuộc theo bạn thích bên nào đi bên đó thôi. À, để ta bước qua đây. Ghê chưa. Gì bên dưới vậy? Một đống cơ quan ơi, ghê quá, một đống cơ quan luôn. Ôi chàng ơi, tôi bước vô chỗ cạm bẫy rồi. Cái này đập ra được nè. Cách đơn giản nhất là ta đi qua những cái chỗ nào mà nó không có bị rút ra rút vô. Thấy cạm bẫy ghê gớm chưa? Và rớt xuống nhâm thạch là chết nha, khỏi nói nhiều. Chết đó. Có cái thùng. Mở thùng lên. Wow, Pirate of Reality. Dữ. Miếng này làm được gì đây? Làm được những cái cục màu khác. Và cái cục này được làm từ gì? Cục này không làm được từ gì hết, là chỉ từ những cục này có sẵn thôi. Còn cái phần này thì chỉ có thể làm được những công thức như vậy. Stable Fabric. Thì đây là bản mod Dimensional Door. Khoan, để mình đi qua chỗ khác cho nó yên tĩnh một cái. Ở đây nó ồn ào quá. Nãy mình đi từ đâu vậy ta? Bên kia có cái thùng hay cái gì đó bên kia kìa. Để xuống đây ngó một cái. Chính xác là một cái thùng. Và lên đây, đập ra, mở thùng và lấy. Có được gì lấy đó. Mở bên này lên, cất đi. Cất cái này vô luôn. Và được 31 cái rồi kìa. 31 cái làm được áo giáp rồi. Quá dữ, quá dữ. Nhưng mà cần phải tìm đường ra khỏi chỗ này trước. Ở đây có cái cửa nè. Mở cửa. Bước qua. Wow, giờ bước tới địa ngục nha. Và có tấm bảng, không có ghi gì hết luôn. Giờ mình sẽ coi Dimensional Door. Đó, chữ Dimensional vô thì nó sẽ có nhiều thứ lắm. À, ta sẽ thấy được ở trong đây là có những cái cửa. Thì mình có thể chế tạo những cái cửa được luôn. Và có những cái cửa mà hỗ trợ, ví dụ như cái cửa này tạo một cái đường đi, hay là tạo cái chỗ để mình có thể vô được cái thế giới riêng của mình. Đó, thế giới riêng của anh ấy mà thôi. Còn bên đây là nó sẽ kết nối với những cái đường khác. Đó, nó có chỗ nó sẽ kết nối nè. Giờ đặt vô đây để nó tạo ra một cái đường đi. Thì cái này ta sẽ cần phải có gì đây? Cần phải có World Thread trước. Như vậy là phải đi kiếm trước. Và có cây kiếm Replay. Cây kiếm này nhìn vô thì có thể tạo ra một cái cửa tạm thời, và có khả năng là teleport, chém một cái là dịch chuyển. Và nó có những cái món đồ khác nữa nè, ta có thể coi được ở đây. Này để giúp cho cái rift hay là những cái chỗ mà vết nứt không gian á, nó không có mở rộng ra thêm. Thì vết nứt không gian là gì thì từ từ ta sẽ được biết. Còn bây giờ đi ngó trên đây cái đã. Để tìm đường ra. Đây là một cái mê cung. Mê cung vô tận. Ghê quá vậy. Sao không thấy có cái cửa nào hết trơn người ta? Cái cửa nằm đâu? Cửa đâu? Cửa sắt mới được nha. Không có đi cửa bằng gỗ. Cửa bằng gỗ là đi về luôn á. Ủa mình đang ở đây. Rồi nãy mình đang ở đây, giờ qua đây. Rồi mấy chỗ kia đâu? Chỗ kia trên đây. Trên đây rồi đâu nữa? Nó cũng ở vòng vòng xung quanh đây thôi. Hình như bên dưới có cái cửa. Đã thấy. Chính xác. Mau chóng đi xuống dưới. Có hai cửa. Một cửa ở đây và một cửa bên kia. Rớt xuống đây. Né chỗ đó ra nha. Dễ bị lầm lẫn lắm đó. Wow. Ghê à. Có sao không vậy? Và dịch chuyển. Ok. Thì mình nói chỗ này nó nguy hiểm lắm. Nhiều khi rớt xuống hồi nào cũng hay luôn á. Và có gì ở đây?
có đường đi xuống thôi. Sao nghi ngờ quá vậy? Nó chỉ có mỗi một con đường đi xuống đây mà thôi. Rồi sao nữa? Tôi biết mà. Rớt xuống The Void. Rồi, hên quá. Thôi, may mắn. May mắn rớt xuống The Void mà. Cái chỗ đó mà mình không có cái chỗ mà dịch chuyển ngược về đây á, là coi như mình đi rồi, thấy không? Bởi vậy, ta có cái cục đá dịch chuyển này á, là một cái chuyện mà vô cùng có lợi luôn. Như vậy là chỗ đó là đường cục. Nó sẽ đưa mình vô chỗ chết. Nó muốn mình đi chết đó mà. Nhưng mà mình sẽ không có để cho nó đưa mình đi chết đâu. Dễ gì? Ta sẽ đi qua lại. Chỗ này đi ngược lại thôi. Và đi ngược lại nhớ chọn đường khác ha. Cái này nó chỉ có một đường duy nhất. Rồi đi vòng qua. Để mình đi lên trên. Nhảy lên. Hồi nãy là đi hướng nào ta? Hồi nãy hình như đi cửa bên này đúng không? Nếu mà ở đây nó có thêm một cái cửa khác thì mình đi cái cửa khác đi. Để nhảy xuống đây coi thử coi. Có cửa khác không? Không có cửa khác hả? Wow, ghê thiệt. Đúng là ghê thiệt. Vậy là chỉ có mỗi con đường này thôi sao? Ủa đây là đường khác nè. Vậy nãy đi đường khác rồi. Giờ đi qua đây. Nhảy qua luôn. Ở đây làm gì? Câu hỏi là ở đây làm gì? Chỗ này có cái gì ở đây? Rồi bây giờ mình nghi lắm. Ta sẽ cần phải lấy thêm một cái cây method để mình đào mấy phần này ra coi. Nó rớt xuống một cách bình thường luôn. Như vậy cái cửa có thể nằm bên kia. Cái cửa có thể nằm bên đó. Rồi bây giờ ta nhảy qua bên đây đi. Oh yeah, có cục kim cương kìa, thấy không? Biết mà. Rồi bây giờ đập này ra, lấy lại hết. Đập cục kim cương ra lấy lại và rớt xuống là thôi rồi luôn á. Như vậy bên này không có đường đi nữa. Không có đường đi. Rớt xuống là thôi luôn. Vậy ta phải đi ngược lại. Đi ngược lại kiếm cái đường khác. Đường khác là đường nào đây? Và có cái thùng bên này nữa hả? Oh yeah, chưa có coi. Spy, tuyệt vời. Một vài cái cường quá cũng gọi là xịn đó. Ta sẽ cất những món này vô nha. Cất vô. Rồi lại tiếp tục lên đường nào. Bây giờ hồi nãy có cái cửa ở đâu đó quanh đây thì phải. Nhớ là có cái cửa ở đâu đó quanh đây. Phải không? Không phải. Cái cửa ở chỗ nào đó à, chính xác nè. Đi ra đây. Ra đây thì sẽ có hai đường đi. Rồi rớt xuống dưới một cái. Đừng có rớt xuống dưới The Void nha. Rớt xuống dưới The Void là chết á. Chết là không ai cứu được đâu. Rồi nhảy qua bên này. Nãy mình đi cửa bên kia. Giờ mình đi cửa bên đây. Đi qua luôn đi. Qua luôn. Ây da. Nó vừa kẹp mình một phát. Rồi ta đã thấy được chỗ này là gì rồi đó. Thấy được là gì thì cầm cái này lên một cái. Có gì bấm phải chuột kéo chạy đi. Rồi đập ra thôi. Đập ra. Coi được bên dưới có những cái cơ quan. Rồi đẩy này vô một cái. Ui ghê chưa. Nó giật ra kìa thấy không. Bên này thì sao? Đập ra là coi được hết nha. Giờ mình không có muốn nó hoạt động như vậy nữa. Mình vẫn có thể tắt nó đi được. Rồi đập ra một cái. Đập bên này ra. Ta có thể tắt nó đi. Đập đi. Và nó là một cái redstone. Nó có dòng lập á. Nó có cái dòng lập ở đâu đó rồi. Thôi để đi luôn đi. Muốn tắt nhưng mà không tắt được. Sao thấy khó khăn quá vậy? Bởi vậy sao thấy khó khăn nè, thấy không? The Void bên dưới đó. Cái này mà rớt xuống là thôi khỏi nói luôn á. Rồi cố gắng nha. Bây giờ sẽ cố gắng để vượt qua. Cố gắng. Mình cảm thấy cái chỗ này nó không thể nào vượt qua được. Thấy không? Nó không thể nào vượt qua được. Ghê thiệt. Ê, coi chừng.
cái chỗ đó là cái chỗ mà sẽ không thể nào đi qua được. Tại vì vừa bước tới là bị đập tới đập lui làm đủ trò hết trơn hết á. Thì làm sao có thể đi qua. Bây giờ ta sẽ cần phải ăn lên một cái. Đổi đôi giày lên. Không có. Rồi, vô đây. Tiếp tục. Tiếp tục sự nghiệp. Đi qua bên này. Nhớ lấy cái này xuống. Teleport Stone cầm trên tay nha. Không cầm trên tay là lát nữa phê lắm đó. Rồi vô lại, vô lại. Qua đây nhảy lên. Đường đi ở bên đây. Xuống dưới này. Có còn đường khác nữa không? Chúng ta phải ngó thử coi. Bên kia có cái cửa nào không? Bên đó hình như là không có cửa. Có không? Không có cửa rồi. Giờ chỉ còn mỗi chỗ bên này. Thì lần này là đi qua là phá cửa đi vô luôn. Chứ không có cần phải suy nghĩ gì hết. Rồi phá đi. Không cần phải suy nghĩ gì hết ha. Nó có cái dòng lập redstone ở trển. Giờ muốn thì lên tắt thôi. Này ta sẽ đặt vô một cái. Cái dòng lập ở trên đây. Nè có dòng lập là chỉ cần đập bể cái tôm cái thôi. Nó nằm ở đâu đó đó. Và mấy cái này nó sẽ tắt hết rồi. Khỏi thục thò nữa. Thấy không, hết thục thò nè. Nhưng mà chỉ còn một vài cái bên đây thôi. Thì trong này là tha hồ vô lấy mấy món đồ này nha. Và chỉ có một cái cần lưu ý á, là chỗ này nó rất là nguy hiểm. Khi mà đi bình thường mình sẽ rớt thẳng xuống The Void hay là cái khu vực khoảng không vô tận bên dưới. Giờ mình muốn khám phá thì bắt buộc mình phải làm như vậy. Và ở đây nó hay cài bẫy lắm. Mấy cái đường này nè, nó hay gắn cái bẫy bên dưới chân lắm. Những cái người xấu số giống như mình á, lạc vô trong này mà không có nhìn ở dưới chân một cái thôi là oh my god luôn á. Giờ ta sẽ chạy ra đây coi. Ở trên đó không có gì đặc biệt ha. Ở đây có gì không? Đây là một cái mê cung nhỏ nhỏ. Và mê cung này dẫn đi đâu? Cánh cửa. Cái đơn giản quá vậy. Rồi đây là gì nữa? Ở đây có đi qua được không? Thì ở đây vẫn đi qua được. Và ở giữa này là cái chỗ rớt xuống là bao chết. Chứ không gì hết. Đập mấy món này ra coi thử. Đó, nó có đường đi xuống nè. Nếu mà đập ra không thấy có đường, nghĩa là chỗ đó đi chết á. Không ai muốn đi chết hết ha. Vô tới đây rồi. Giờ là phải... Giờ muốn đi về là đi ngược lại thôi. Không có khó gì hết. Giờ mình cứ lưu giữ lại. Lại nữa. Sao chỗ này hoài ta? Bây giờ đi lên chỗ xương rồng. Chúng ta sẽ cần phải kiểm tra bên dưới những cái cây xương rồng. Ta bỏ những thứ này vô đi. Bỏ vô. Đập nãy giờ bỏ vô. Và đi tìm bên dưới. Có được cái thùng. Mở thùng lên. Đây là chiến lợi phẩm. Chưa có gì đặc biệt. Ở bên đây thì sao? Lại có thùng. Đập ra, mở thùng lên. Lại là chiến lợi phẩm. Đây là thùng bình thường. Thì cứ lấy. Rồi bên dưới cây xương rồng này không có gì hết rồi. Chúng ta ra ngoài đây coi. Ra ngoài đây và có thùng. Đập thùng lấy tiếp. Ủa sao nó rớt xuống luôn hay sao rồi? À nó còn đây nè, đâu rớt xuống đâu. Và lấy cái fabric một cái. World thread chứ, chỉ á. 36 cái rồi kìa. Tiếp tục. Đi tìm đường bên dưới. Không có. Có gì nữa đây? Cũng không có. Ở đây cũng không có. Bên này thì sao? Bên này có gì? Bên này cũng không có. Rồi và đường đi ở nằm ở nơi đâu? Ta sẽ cần phải quay ra đây một cái. Nhìn ngó. Ở bên kia. Bây giờ muốn chắc cú á, thì sẽ cần phải có cái chỗ đứng nó vững chắc một chút. Và bây giờ sẽ đào chỗ này ra. Và đào ra nguyên một cái khu này nó rớt xuống bên dưới. Đó là khoảng không mênh mông vô tận. Rồi đường đi nằm ở nơi đâu? Cái vấn đề là đường đi của tôi ở đâu? Ta sẽ cần phải coi nha. Chỗ này nguy hiểm quá. Rồi đường này thì sao? Ập ra. Còn cát, còn đá này nọ. Không có đường đi luôn hả? Ghê vậy, phải không? Phải không có đường đi luôn không? Giờ cát một đống luôn.
thật là sung sướng. Nó phải có một cái con đường đi nào đó để mình đi tiếp chứ. Rồi đập cái này ra luôn đi. Bên này thì sao? Gãy luôn. Ủa không có đường luôn. Đang tìm một cánh cửa để dẫn mình đi tiếp. Chưa thấy. Cũng chưa phải. Ta qua đây. Đập bên này ra. Có gì đó kìa. Ancient Fabric. Và cái cục màu đỏ này đập không có được. No tool. Nó giống như là bedrock đá nền vậy đó. Nó không có cho phép đập bỏ đâu. Rồi phải qua bên này tiếp tục. Chúng ta dọn hết phần cát ra coi thử. Để cái này lên. Rửa đồ một cái. Đổi này ra đi. Và dục bỏ mấy món này vô trong này. Cứ tiếp tục đi đào ra coi thử coi đường đi nằm ở nơi đâu. Đường đi của tôi đâu? Cẩn thận. Gãy hết trơn luôn mà vẫn chưa thấy có được đường đi nữa. Bỏ vô. Nhìn vô một cái. Chỉ có mỗi cái khu vực ở giữa nó rớt xuống thôi. Mà không có thấy có gì bên dưới hết trơn hết á. Nghĩa là rớt xuống là chết. Rồi ta sẽ cần phải tiếp tục đào phía bên đây. Đào tiếp phía bên này. Cũng không có gì luôn. Thấy không? Đóng trơn sạch sẽ. Không có đi đâu được nữa hết. Và tại sao ở đây lại có ánh sáng? Lý do gì lại có ánh sáng? Thật là thú vị. Và rớt xuống đó là chết đó. Ở đây lại có ánh sáng ha. Giờ chỗ này, đây là bức tường. Bức tường này đập ra được. Bức tường có đen thui à. Đó, và đập một hồi là tới được cái ancient á. Cái ancient nó sẽ chặn ở ngoài kia. Nghĩa là đi được tới nơi cuối cùng rồi đó. Đây là những cái favorite of reality nè. Nãy vừa đào có được á. Ủa vậy đường đi ở nơi đâu? Bên này thì sao? Không có luôn. Không có. À, chỗ này có thể là sẽ bị rớt xuống nè. Nên phải rất cẩn thận nha. Có thể thôi. Rồi để lên cái. Để mình đi qua. Như vậy là chỉ còn đường đi về thôi. Chỗ này là dọn dẹp sạch sẽ hết luôn. Mà không thấy có đường gì nữa hết. Ta phải đi ngược về. Để đi tìm đường khác. Mà ở đây còn đường gì nữa đâu. Rớt xuống đây chỉ có chết mà thôi. Rồi như vậy là phải đi ngược qua đây luôn. Kiếm một cái con đường khác ở trong mê cung này. Và có luôn. Chắc chắn nó sẽ có con đường khác để dẫn mình đi. Và lại là một cái mê cung nguy hiểm nữa. Ủa nó đơn giản vậy thôi hả? Phải không vậy? Rồi bên đây. Ghê chưa? Và có gì đây nè? Chưa có xi nhê gì hết. Ấm cục. Không có xi nhê và đập ra coi. Đó, phải có gì đó ở chổng á. Phải làm gì đó đó. Nghĩa là phải gắn cầu dao vô chổng. Chúng ta làm lever coi. Có 4 cái luôn ta. Giờ thắp sáng lên. Được chưa? Không xi nhê. Ở đây, thắp sáng lên. Không có xi nhê. Ở đây là chỗ để giải đố mà. Gắn cái này lên cũng không có xi nhê gì luôn. Chỗ này đập ra được gì? Đập ra giống đường đi rớt xuống để làm bẫy quá vậy ta. Ồ đặt xuống được kìa, nghĩa là chỗ đó là nó có cái gì đó rồi. Chúng ta đập ra đằng sau. Chúng ta đi lên đây coi. Và có một con đường. Ồ tại sao nó lại không chạy mới là vấn đề thú vị nè. Dispenser. Nếu mà bấm bên đây á, nó phải kích hoạt được cái xe thì phải. Đâu? Không có luôn. Không có kích hoạt được cái xe ở ngoài sau đó. Item Hopper. 84 cục, cái này đang bị khóa. Cho nên nó chưa có chạy. Tại sao chỗ đó lại như vậy? Rồi để đập ra coi. Ta phải tìm hiểu. Xe nó rớt xuống luôn. Có khi nào nhảy xuống đây à, bấm trên đó thì nó đâu có chạy được. Nguy hiểm. Ta phải đập cái nút ra một cái.
cái nút ra và chuyển cái nút xuống. Cũng không xi nhê gì luôn. Vậy cái chỗ này là sao? Chỗ này nó sẽ cần phải có gì nữa đây? Và nó có đường đi xuống kìa. Rồi nó kích hoạt qua bên đây. Vậy là mình sẽ cần phải đặt cái đường đi qua một cái. Đặt đường đi qua. Để ta đi nghiên cứu coi chỗ này có cái gì. Nghiên cứu. Qua tới đây là có sticky piston. Nó sẽ đẩy tới đẩy lui. À. À, nó rút cái cục này xuống. Đúng rồi, nó rút cái cục đó xuống. Nè, nó rút xuống nè. Rồi, và chỗ này đi không được nữa. Rồi, để đập này ra đi. Đập cái này ra luôn. Và mình đang bấm ship để mình đi á. Rồi, mình lên đây. Mở thùng. Nó ẩn giấu thật là ghê gớm luôn á. Chúng ta sẽ cần phải giải được câu đố ở ngay đó thì mới đi qua được. Còn này là đào lỗ. Rồi, tìm mọi cách để có thể vượt qua được. Mở lên bên đây coi. Đập ra. Và vô tiếp. Lại là một cái đường hầm. Đường hầm này ghê lắm. Nhiều khi đi thẳng cái nó rớt xuống luôn á. Là không có kịp luôn á. À, để mình dò đường cái. Lại tiếp tục là đường đi thẳng nữa. Và lại mấy khu vực giống như vậy nữa. Chúng ta có thể đi được trên đây. Đập ra coi. Đập ra. Tiếp tục. Rớt xuống đó chắc thôi rồi luôn á. Chạy lại đi. Có con đường đi bên kia mình đã thấy. Nhưng mà mình muốn kiểm tra coi chỗ này có cái gì. Và đường trên đó có gì không? Nhảy lên không thấy. Ta đi qua lên đây. Đó. Có một cái cạm bẫy. Nhâm thạch đổ trên đầu xuống. Ghê thiệt. Đổ trên đầu xuống hả cưng? Không có dễ ăn đâu, tôi biết mà. Rồi trong này có hai cái thùng. Đập ra. Đập ra được kim cương này nọ. Và ta mau cất những thứ này vô. Đó là phần thưởng cho lòng gan dạ. Dám đi khám phá. Và hết rồi hả? Hết rồi. Còn đường gì nữa không? Không có đường gì nữa. Mình đã chặn nhâm thạch lại. Nhâm thạch nó nhiễu tỏn tỏn ở đó xuống. Và đập cái này ra để đi xuống. Hết rồi. Nãy lên tới trên đó là hết rồi. Rồi và như vậy là đã khám phá được hết cái khu vực này luôn. Đi tới cuối cùng luôn rồi. Nói tóm lại, những cánh cửa sẽ đưa mình đến với một thế giới tối tăm, đầy rẫy những nguy hiểm và cũng đầy thử thách để kiếm được những phần thưởng giá trị. Còn bây giờ, mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye!